Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Dù đã không hoạt động nghệ thuật hơn 2 thập kỷ, nhưng Lee Hyori vẫn giữ được sức hút vô cùng lớn. Lần comeback cùng nhóm dự án SSAK3 đã giành cúp tại M Countdown nhờ ca khúc Big Again đã cho thấy vị thế của cô trong K-pop là rất khó để thay thế. Lee Hyori được mệnh danh là nữ idol solo huyền thoại của K-pop. Lee Hyori sinh năm 1979, cô debut vào năm 1998 với vị trí trưởng nhóm Fin KL, một trong những nhóm nhạc đình đám nhất K-pop Gen 1. Năm 2003, cô tách ra solo và ngay lập tức thành công với bài chủ đề của album đầu tay mang tên 10 Minutes. Bản hit này đã đem lại cho Lee Hyori hàng loạt đi sang tại các lễ trao giải như Golden Disc Awards, KBS Music Awards. Những ca khúc sau này của Lee Hyori như You Go Girl hay Meet the Big Bad Girl đều trở thành hit lớn tại Hàn Quốc, mang lại danh tiếng và địa vị cho nữ ca sĩ. Lee Hyori chính là trường hợp hiếm có, khó tìm của K-pop khi cô đã hoạt động hơn 2 thập kỷ nhưng vẫn giữ được sức hút, qua đó thiết lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu với màn comeback vô cùng ấn tượng. Mới đây, khi nhóm dự án SSAK3 giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp nhờ ca khúc Big Again, cư dân mạng đã nhận ra Lee Hyori là ca sĩ đạt hạng nhất trên các chương trình âm nhạc hàng tuần trong suốt 4 thập kỷ liên tiếp. Bijen cũng đã không ngần ngại dành những lời khen dành cho Lee Hyori, vốn được ca ngợi là ông vua K-pop qua hàng loạt thành tích trải dài trong 18 năm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 40, Bijen vẫn là cái tên quyền lực được đàn em kính nể. Thế nhưng, nam ca sĩ lại không ngại ngần dành lời có cánh cho đàn chị Lee Hyori. Trong chương trình Hang Out With You, Bijen còn bất ngờ khẳng định rằng giờ đây vẫn không có giọng ca nữ solo nào có thể đánh bại được nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn. Bijen cho biết, điều thực sự khiến tôi ngạc nhiên là chị ấy vẫn như xưa. Đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng không có nữ ca sĩ solo nào trong ngành công nghiệp K-pop có thể đánh bại Lee Hyori. Với màn trở lại vô cùng ngoạn mục này thì mọi người đều tin những lời khen của Bijen dành cho nữ ca sĩ là vô cùng chính xác. Nhưng Lee Hyori vừa ra mắt trong SSAK3 cùng Bijen và Joo Jae-suk, chưa được bao lâu thì chỉ đại Linda G, nghệ danh của nữ ca sĩ, đã nhằm nhè thành lập nhóm nữ của riêng mình. Những thành viên được Lee Hyori nhắm vào đội hình trong mơ chính là Trung Hoa, Jessie và Hoa Sa của Mamamoo, nhóm nhạc mà nữ hoàng gợi cảm ấp ủ đang dần trở thành hiện thực. Khi mới đây, báo Egan Sport đưa tin độc quyền rằng Lee Hyori, Trung Hoa, Jessie và Hoa Sa sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 31 tháng 7. Điều này được coi là bước khởi đầu để bốn thành viên tạo nên dự án nhóm nữ chỉ đài. Qua đó, người trong ngành và công chúng đang vô cùng chú ý tới những gì sẽ diễn ra trong cuộc gặp mặt này. Thành viên trong nhóm nữ mà Lee Hyori nhằm nhè thành lập có điểm chung là các chỉ đài theo đuổi phong cách mạnh mẽ, gợi cảm của K-pop. Trung Hoa thành công ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất, nữ ca sĩ đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn hoạt động vô cùng năng nổ, làm nhiều đàn em phải kính phục với những tiết mục biểu diễn cực quyến rũ và sexy.